Chào tất cả các bạn, thì hôm nay lại là một cái vlog khác. Và như bạn thấy có một số cái khác biệt một tí xíu là cái tóc của mình mới nhuộm ngày hôm qua. Cái màu này là cái màu mà mình muốn nhuộm khá là lâu rồi. Lần trước như bạn thấy thì cái lúc mà mình nhuộm nó chưa thực sự lên được cái màu này. Tại vì thằng bạn của mình nó hay cắt tóc cho mình, nó cũng tìm hiểu về nhuộm tóc. Thì mình có nói với nó là bây giờ không có ai để cho nó thực hiện, để cho nó thử. Thì mình sẵn sàng làm chuồng bạch cho nó. Nên thằng bạn của mình nó giúp cho mình nhuộm. Nhưng mà nó chưa được lên giống như khi mà ra ngoài có người chuyên về cái đó. Người ta làm lâu năm, người ta làm thì lên hôm qua làm siêu dễ luôn. Ngồi chừng 2-3 tiếng cái xong lên được cái màu này. Thì đây là màu xám. Thì các bạn comment ở phía dưới cho mình biết các bạn thấy cái màu này như thế nào. Bây giờ hiện tại mình chuẩn bị đi tập. Có thể các bạn sẽ nghe cái giọng mình nó hơi khác một tí xíu. Thì hai ngày hôm qua mình có kiểu như cảm nhẹ một tí xíu, cũng có ho mà không có mệt trong người lắm, kiểu như cảm nhẹ một tí xíu thôi. Kiểu như là ho rồi không có sổ mũi gì hết, chỉ ho thôi. Thì mình cũng có uống thuốc đồ. Hôm nay feel better. Hôm nay tối hôm qua mình cũng ngủ sớm. Tại chắc có thể là nguyên một tuần mình kiểu như dậy sớm và thức khuya. Nên do cái việc ngủ nghỉ nó không đầy đủ rồi nó dẫn tới bị cảm vậy thôi. Có làm cho mình một cử ăn sáng. Thì cử này khỏi nói nhiều rồi. Các bạn follow channel này đã lâu thì đều biết về cái cử ăn này rồi. Thì nó trông như thế này đây. Đây là một tô yến mạch, hai gói yến mạch, một bún quay với lại trái cây đông lạnh. Thì sáng nào mình cũng ăn cái này hết, mỗi lần mình tập sáng mình đều ăn. Tại vì đó giờ mình ăn yến mạch quen rồi nên cơ thể của mình nó hấp thụ yến mạch với lại nó tiêu hóa yến mạch rất là tốt. Nên thường mình sẽ ăn yến mạch sau chừng 30 phút mình có thể đi tập rồi. Nên mình sẽ ăn cái này, sau đó sẽ đi tập. Hôm nay sẽ là một cái buổi tập upper body. Thì cái lịch tập của mình có một số thay đổi, hiện tại mình chỉ tập 5 ngày một tuần thôi. Các bạn, và bây giờ mình sẽ đi tập gym. Và ở đây có một muỗng pre-workout. Thì mới nãy mình ăn uống xong rồi coi Facebook một tí xíu rồi bây giờ bắt đầu đã sẵn sàng. Thì chắc hôm nay sẽ tập nhẹ hơn, nguyên người của mình chắc có thể là do uống thuốc mấy bữa với lại cộng thêm cảm hai ngày trước. Với lại nguyên tuần mình đã tập hết 4 ngày rồi, kiểu như 4 ngày liên tục luôn, là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và hôm nay là ngày cuối cùng. Cũng may hôm nay không có tập chân, hôm nay là tập upper body. Nên sẽ vô coi khởi động, làm nóng người, nghe nhạc đồ, không chừng tới lúc đó mình feel better hơn, mình có cái sự tập trung nó tốt hơn. Đây, và hiện tại đang đi vô nhà của mình. Thì sau khi tập xong thì mình có vô cái phòng xông hơi, phòng sauna ngồi khoảng 10 phút.
tại vì mình muốn chảy mồ hôi á, để cho nó tốt cho cái sức khỏe, với lại hiện tại mình hơi cảm xíu á, mình có nói với các bạn á, nên khi mà vô phòng sauna thì nó sẽ cảm thấy tốt hơn, nó feel better hơn. Sau khi vô sauna xong thì hiện tại mình cảm thấy nó sảng khoái hơn một tí xíu, có tinh thần hơn một tí xíu, mà chỉ bị cái là hiện tại khá là đói bụng, siêu đói bụng luôn. Tại vì hồi sáng các bạn cũng thấy mình dậy khá là sớm, từ hồi khoảng 6:30, sau đó đi tập khoảng 7 giờ, sau đó tới giờ luôn, hiện tại là khoảng 11 giờ. Tại vì sau khi mà xông hơi xong, mình cũng ra ngoài và quay cái video TikTok. Tại vì nếu bạn không biết thì mình cũng có một cái channel TikTok, thì bạn nào chưa follow mình ở trên TikTok thì mình sẽ để nó ở đây, hãy follow mình trên TikTok. Mình làm rất là nhiều cái video hay, ngắn gọn, và cho bạn những cái kiến thức rất là hay. Đó là một cái cách mà sử dụng sauna, phòng xông hơi đúng nhất. Thì nếu mà bạn cứ nghĩ là sử dụng phòng xông hơi là để có thể giảm cân, giảm mỡ, thì cái đó không phải là cái cách bạn dùng đâu. Dùng để chảy mồ hôi, để xông mũi rồi này kia, nhìn để cảm thấy sảng khoái thì ok. Thì cái lượng mồ hôi mà bạn chảy thì nó chỉ là mất nước thôi, về bạn uống nước thì nó cũng nạp vô trở lại thôi. Và đây là cái loại quay mà mình đang xài hiện tại. Thì mấy bữa thì mấy cái quay của mình nó đã xài hết rồi. Mình vẫn còn mấy cái quay protein, boba protein, thì đó mua hơi nhiều. Đáng lẽ là mình chỉ mua cái mùi classic thôi mà, nhưng mà mình thấy mùi cà phê ngon mình mua hơi nhiều. Nhưng mà một điều á là, như bạn biết, trong một ngày mình uống caffeine cũng khá là nhiều. Mình uống lên từ pre-workout nè, và cũng như nước tăng lực energy drink đồ này kia, nên cái đó thì nó quá là dư caffeine. Thì cái đó thì nó chừng 90 hay 100 gram milligram caffeine gì đó. Thì bây giờ mình đã uống nhiều từ bột whey, từ pre-workout nè, và cũng như là từ energy drink rồi, nên mình cũng không muốn thêm cái caffeine nữa, nó cũng không tốt. Cái gì mà nhiều quá nó cũng không tốt, nên mình đổi về lại cái loại này. Loại này là cái loại mà mình thích nhất. Thì ở Việt Nam, bạn nào mà có cái mùi này thì nên thử, siêu ngon luôn, dễ uống và dễ làm yến mạch, xây sinh tố cũng ngon nữa. Cái này là mình thấy là cái xịn sò nhất và ngon nhất mà trong tất cả các loại mà mình sử dụng. Không biết cái hãng này có coi cái video này không, nếu có thì hãy sponsor mình. Tại vì mua whey cũng tốn tiền, mà mình uống cũng 2 muỗng một ngày nên nó cũng hơi nhiều. Thì mong rằng cái hãng này hãy sponsor mình, tại vì tôi yêu sản phẩm của bạn. Và bây giờ mình chuẩn bị làm đồ ăn. Ăn thì hơi lười một tí xíu nên không muốn nấu gì hết. Sẵn mình còn một cái cử ăn cuối cùng ở trong tủ lạnh, thì cái loại này là pasta với lại thịt gà, ức gà. Làm rất là ngon. Cái này là chicken carbonara. Thì ở đây có macro sẵn hết rồi, nên tới lúc mà mình cần cut xuống thì mình nghĩ mình sẽ order cái này nhiều để ăn, để đỡ tiết kiệm thời gian. Và lúc nào mình thích nấu mình nấu, lúc nào không thích nấu thì cũng có đồ ăn để ăn. Thì nhiều lúc về đói ơi là đói, và bạn cần cái gì ăn liền thì đôi lúc bạn không có cái thời gian, cái sự nhẫn nại để nấu đồ ăn, nên mấy cái này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Một hộp như thế này thì cái loại này có 300 calories, 30 gram protein, 35 gram tinh bột và 14 gram fat, và có 6 gram chất xơ. Rất là tốt đây. Thì chỉ việc là xé ra như thế này và tháo cái này và bỏ vô microwave và hâm lên cỡ 2 phút 30 giây, 3 phút, yeah, cỡ 3 phút, và sau đó để cho nó nguội xíu rồi ăn là ok luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm cái điều đó. Thì phải tháo này hơi ra trước đó, cho nó giống như thế này rồi bỏ vô microwave thôi. Trong lúc chờ đợi cho nó hâm nóng và cũng như để cho nó nguội xuống tí xíu, mình sẽ đi tắm và mình sẽ gặp các bạn sau khi mà mình tắm xong. Ok, mình đã tắm xong rồi đây, thì đồ ăn nó cũng bắt đầu xong rồi. Thì vẫn còn ấm ấm, thì mình cũng không thích ăn đồ ăn nóng lắm nên mình ăn nó ấm ấm. Yeah, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái này rồi sau đó bắt tay vào làm việc. Hôm nay là một cái ngày làm việc nó cũng ngắn thôi, tại vì hôm nay mình quyết định là mình sẽ nghỉ ngơi một ngày, nên mình chỉ làm những cái việc mà mình cần thiết làm trong ngày hôm nay, sau đó mình sẽ nghỉ nguyên một ngày, không có làm gì. Bình thường thì mình sẽ làm cỡ 6-7 ngày một tuần, và mình cứ ngồi trên máy tính tới chiều tối luôn. Thì hôm nay chắc có thể là sẽ nghỉ một ngày cho bản thân của mình, ngày để nằm salon có phim rồi này kia, relax một tí xíu. Đây là cái cử ăn mà mình mới vừa làm xong. Và mới nãy nhớ mình có nói với bạn là mình sẽ có thể là take break, hôm nay không có làm gì nhiều. Nhưng mà mình ngồi cả buổi trời cũng làm được mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì hiện tại là
5 giờ chiều rồi thì coi như làm được cỡ 5 tiếng đồng hồ và bây giờ mình sẽ cái ăn lớn của mình ở đây. Thì mới nãy mình về mình ăn cái phần pasta mà mình có cho bạn coi, và đây là cái phần cơm mà mình mới làm. Thì trong cơm này thì nó sẽ có những thứ như sau là cá hồi, cơm trắng và có mayonnaise, cái loại mà ít béo, và tương ớt, sriracha, và có thêm thịt heo ở trong đó mình trộn lên mình ăn. Dạo này thì mình rất là thích ăn cái món này tại vì cái món này rất là nổi trên TikTok. Còn một thứ mà mình thiếu ở đây đó là cái gông biển mà cái giấy gông biển á, nó giống như bánh tráng vậy, người ta thường người ta cuốn lại người ta ăn chung với cái phần cơm này. Như bạn thấy nhìn vào thì bạn nói sao thằng Vinny này nó không có ăn rau củ gì hết trơn, sao nhìn nó trống trơn vậy, không có gì hết. Yes, mình có ăn rau củ, cái cử hồi sáng mới nãy mà mình ăn á, cái lúc mà mình đi tập về trong đó nó có mấy cái đậu tròn mà người ta dùng để nấu lagu rồi, mình không biết gọi là gì, như đậu bí bo hay gì, nói chung là trong lagu rồi này kia hay bò kho hay có mấy cái hạt đó, mấy cái đậu đó, thì comment ở phía dưới cho mình biết là cái đó gọi là cái gì nha, mình cũng quên luôn, mình không nhớ gọi là cái gì. Sáng thì mình có uống cái bột xanh, thì mỗi sáng mình ngủ thức dậy mình đều uống cái bột xanh đó như các bạn thấy, do đó trong ngày mình cũng có được những cái lượng rau củ đến từ hai cái nguồn đó rồi. Mình đã ăn uống xong rồi hết trơn và bây giờ muốn show cho bạn coi từ hồi sáng tới giờ mình cũng có track macro. Thì cái việc mà ăn uống của mình thì có lúc mình track, có lúc mình không track. Thì bạn nào mới với cái việc tính macro và mới xem channel của mình và chưa coi cái video mà mình hướng dẫn cái cách tính macro thì nên quay lại cái video đó coi, thì có thể mình sẽ để cái link ở đây. Cái video đó mình có hướng dẫn chi tiết từng bước cái cách sử dụng cái app MyFitnessPal này và cũng như để track macro. Thì hồi sáng này thì mình có ăn hai yến mạch, hai bịch yến mạch với lại một muỗng whey với lại trái cây, và sau đó mình uống thêm một muỗng whey sau khi mà đi tập về, rồi ăn cái phần ăn buổi trưa và mới xong ăn cái phần cơm mới nãy. Thì hiện tại thì so far cho tới bây giờ thì mình đã có là 48g fat, 173g tinh bột và 145g protein. Mỗi ngày á, cái mục tiêu của mình là cố ít nhất cũng phải nạp đủ khoảng 190-200g protein. Thì cái việc ăn uống của mình dạo này nó cũng tùy thôi, có lúc thì mình track macro, có lúc mình sẽ không có track, tùy vào cái sự bận rộn của mình. Thì những lúc mà mình bận quá mình chỉ ước lượng, hay là những cái lúc mà mình ăn đồ ăn nó y chang như hàng ngày thì mình cũng không có track. Phải nói là cái quá trình xả cơm, cái quá trình lean bulking này của mình nó đi theo một cái hướng rất là tốt, có một cái sự điều khiển rất là tốt, cái cân nặng của mình vẫn lên đều và nó không lên quá là nhanh như những lần trước. Những lần trước á thì mình lên khá là nhanh và cái lượng mỡ nó tăng quá là nhiều và cái việc ăn uống của mình không có kiểm soát. Còn bây giờ những lúc mà mình đi ăn ở ngoài hay là mình có cái chuyến đi chơi hay có những cái vacation gì đó thì khi mà mình đi mình sẽ ăn cho nó vừa đủ no và không để cho cái bụng của mình nó siêu căng ra, để cho mình đừng có bị kiểu như overdo, kiểu như là ăn quá mức và làm cho cái cân nặng của mình tăng quá là nhanh trong cái quá trình này. Đối với cái số bữa ăn thì mỗi ngày thì mình ăn trong vòng khoảng 4 bữa ăn. Thì sáng thì mình sẽ ăn một cử trước khi mà mình đi tập, thì giống như hồi sáng này bạn thấy. Và cái cử thứ hai sẽ là cái cử sau tập, và cái cử thứ ba là lúc mà mình làm việc, sau đó mình ăn giống cái cử cơm với lại cá hồi mới nãy. Và cái cử cuối cùng sẽ là vào buổi tối, thì hiện tại là 5:15. Thì tới buổi tối khoảng 7-8 giờ gì đó cái mình có thể ăn thêm cử tiếp theo. Và trong ngày thì mình cũng snack tùy theo cái lượng macro của mình. Và mục tiêu của mình hiện tại sẽ cố gắng từ đây cho tới cỡ tháng 7 mình sẽ tăng lên cỡ 180 pound. Hiện tại là mình 175, thì coi như nó dao động từ 175-176, coi như mình còn 4-5 pound nữa. Thì mình cố gắng mình không tăng quá là nhanh, mình vừa đủ để cho tới tháng 7 hay là cuối tháng 7 gì đó mình vừa đủ ở cái mức 180. Thì sẽ bắt đầu một cái quá trình mini cut, thì lúc đó sẽ rất là excited, lúc đó sẽ có rất là nhiều cái content giống như cái cách mình meal prep hay là cái cách tính macro, hay là mình sẽ quay nhiều cái thông tin nữa. Nhưng mà hiện tại cái quá trình xả cơ nó rất là đơn giản thôi, thì mình ăn đủ calo và mình tập với một cái cường độ cao ở trong phòng gym và ăn ngủ nghỉ ngơi đầy đủ là cơ bắp nó sẽ phát triển, nó đơn giản hơn một tí xíu, nó thoải mái hơn một tí xíu trong cái quá trình xả cơ. Thì nhân tiện đang nói về cái việc ăn uống thì mình cũng muốn chia sẻ một số cái tip cho những cái bạn mà đang muốn tăng cân. Tại vì hồi đó giờ mình làm trên cái YouTube này mình làm rất là nhiều về giảm cân, giảm mỡ rồi này kia, nhưng mà đôi lúc mình cũng quên
cho những cái bạn mà cần tăng cân, những cái tip, những cái điều để giúp những bạn này có thể tăng cân. Tại vì bản thân của mình cũng từng là một cái thằng suy dinh dưỡng, là một cái thằng siêu ốm luôn. Kể lại một cái câu chuyện một tí xíu là hồi đó trước khi sang Mỹ đây thì mình rất là ốm. Hồi đó mình mê game, thì không biết bạn nào là dân chơi game không. Hồi đó ở Việt Nam á thì mình chơi những game như sau nè: Thiên Long Bát Bộ nè, mình bắn đột kích nè, mình nhảy âu nè, mình chơi boom. Hồi đó mình chơi game nhiều lắm, kiểu như là hồi đó là cúp học đi chơi game luôn á, bị mẹ bắt hoài à. Và mình ngồi lên máy game mình chơi cả buổi trời, rồi nhiều lúc mình không ăn rồi này kia, đồ quên ăn rồi, thành ra hồi đó mình rất là ốm luôn, kiểu như đi bị suy dinh dưỡng rồi. Xong đi đến bác sĩ, người ta cho một cái chai dầu kia, kêu về ăn, bỏ vô cơm ăn, rồi nhưng mà cũng không có được cái tiến triển gì hết. Nhưng mà khi mà qua Mỹ đây, ăn đồ ăn bên này và kết hợp với việc tập luyện, cái được cải thiện qua dần dần. Thì cái cách mà để bạn có thể tăng cân thì trước tiên thì nói về cái nguyên lý cơ bản trước. Thì để cho bạn có thể tăng cân thì cái lượng calo bạn nạp vào nó phải nhiều hơn cái lượng calo mà bạn thải ra. Thì những bạn thường gặp cái vấn đề mà khó tăng cân á, thì thường những cái bạn này có cái cường độ hoạt động khá là cao, hoặc là do cái cơ địa của những bạn này tiêu hao năng lượng trong ngày, cơ thể đốt được năng lượng, đốt được calo, sử dụng calo rất là nhiều, nên có thể là những bạn này cần phải có một cái lượng calo rất là cao để có thể thúc đẩy được cái việc tăng cân. Thì một cái trường hợp mà mình thấy đối với những cái bạn khó khăn trong cái việc tăng cân gặp phải nhiều nhất là cái việc biếng ăn hay là không ăn đủ, kiểu như là cứ cảm giác là mình ăn rất là nhiều luôn nhưng mà không tăng cân được. Và khi mà nhìn vào cái lượng đồ ăn những bạn này ăn thì những bạn này ăn những cái đồ ăn nó khá là ít calo. Và cái lỗi mà những bạn này mắc phải là cố gắng ăn những cái đồ ăn những người giảm cân đang ăn. Thì đương nhiên những người giảm cân thì người ta sẽ cần ăn những cái đồ ăn có cái lượng calo nó thấp để cho họ có thể giảm cái lượng calo, tạo cái sự thiếu hụt để họ có thể giảm cân xuống. Còn những cái bạn mà đang muốn tăng cân thì lại cứ nghĩ là nếu mà mình ăn những cái đồ ăn giống những người giảm cân thì khi mà mình tăng cân, mình tăng cơ lên thì nhìn sẽ nó nét, nhìn nó sẽ lean, nó khô. Cái đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Bạn nên phải ăn những cái đồ ăn nó có cái lượng calo nó cao hơn một tí xíu và có cái khối lượng nó ít. Thì thường những cái bạn mà ăn những cái đồ ăn mà nó có lượng calo thấp mà cái khối lượng nó nhiều á thì nó làm cho bạn quá là no đi. Thì bạn đang ốm, bạn đang cần tăng cân mà bạn bị no quá thì bạn sẽ không còn ăn được nhiều. Do đó bạn nên thiên về những cái đồ ăn mà nó có cái lượng calo nhiều mà cái khối lượng nó thấp. Cái món ăn tốt nhất để cho những cái bạn đang muốn tăng cân đó chính là cái này đây, pasta. Thì mình nhớ là trong cái quá trình mà xả cơ nào mình cũng ăn rất là nhiều pasta, hay là những lúc mà mình cần tăng cân. Thì ngay tới bây giờ đi, cái thể trạng của mình nó cũng siêu khó tăng cân luôn. Những lúc nào mà mình không nhớ mình ăn, ví dụ bữa nào mà mình làm việc nhiều quá mình quên ăn một cái là sang ngày hôm sau mình sẽ bị sụt cân liền. Chứ không phải là dễ tăng cân, tại vì cái cơ địa của mình như mình kể cho bạn biết là hồi trước mình siêu ốm, bị suy dinh dưỡng. Mới là một cái ví dụ ở đây, cái bảng dinh dưỡng cho 2 ounce thì nó sẽ có 200 calo và 41 gram tinh bột. Và đây là 2 ounce đây, như bạn thấy 1.96 là 2 ounce rồi. Nó chỉ có nhiêu đây mì thôi nè, có một tí xíu mì thôi, có chừng dài cộng chắc đếm chắc chừng có cỡ 20-30 cộng, nó rất là ít luôn. Và đây cũng là lý do tại sao mà nhiều người nói là ăn pasta, ăn mì, ăn nui nó không tốt cho cái quá trình giảm cân. Tại vì ăn chừng nhiêu đây tí xíu, có tí xíu rồi xong bạn sẽ đói và sau đó bạn sẽ ăn nhiều nữa mà cái lượng calo nó siêu nhiều luôn đó. 200 calo mà có nhiêu đây thôi nè, 40+ gram tinh bột. Trong khi đó khi mà bạn so với những cái đồ ăn giống như là yến mạch ở đây, thì như bạn thấy yến mạch ở đây nó tới một gói yến mạch 25 gram tinh bột, 130 calo. Thì mỗi lần mình ăn á, mình ăn hai gói, và như bạn thấy hồi sáng này á, hai gói yến mạch nó cho mình nguyên một tô cũng khá nhiều. Và một điều nữa là cái đó là tinh bột hấp thụ chậm, nên khi mà vào cơ thể của bạn nó sẽ làm cho bạn no lâu hơn và bạn không có mau đói. Và đó là một cái chia sẻ cho các bạn, những bạn đang muốn tăng cân. Thì tóm tắt lại là những bạn đang muốn tăng cân đừng có đi tìm những cái đồ ăn mà những cái người đang giảm cân muốn ăn, những cái đồ ăn mà người ta gọi là đồ ăn clean đó, giống như là khoai lang nè, gạo lứt nè, hay là bánh mì đen, bánh mì nâu đồ này kia. Tại sao mấy cái đồ ăn này á, nó có nhiều chất xơ, nó là tinh bột hấp thụ chậm, nó khối lượng thấp,
mà cái lượng calo nó nhiều, nên qua thời gian khi mà bạn ăn á, thì bạn sẽ không ăn được nhiều, tại vì ăn chừng tí xíu cái xong bạn no rồi, thì khi mà bạn no bạn sẽ không còn ăn được gì nhiều nữa, và vào cuối ngày cái lượng calo cộng lại nó sẽ không đủ để cho bạn kích thích cái việc tăng cân. Thì thay vào đó bạn hãy ăn những cái đồ ăn mà nó có cái lượng calo cao, cái khối lượng nó thấp, giống như là pasta, mì hay nui giống mới nãy mình show bạn coi, hay là cơm trắng nè. Mình biết sẽ có một số bạn comment nói rằng nếu mà ăn như vậy thì bị tăng quá là nhiều mỡ thì sao? Bạn chỉ tăng mỡ nếu mà cái lượng calo dư nó quá là nhiều, thì nếu mà bạn vẫn kiểm soát nó thì nó sẽ không tăng mỡ nhiều. Một cái cách tốt nhất là bạn có thể track giống như mình làm vậy đó, dùng cái app MyFitnessPal và ăn cái gì mình có thể track. Còn những bạn nào mà không thích track, kiểu như bạn không thật sự là quá nghiêm khắc trong cái vấn đề mà tập luyện này kia đâu, bạn chỉ đơn thuần là tập cho khỏe, là một cái lifestyle giúp cho bạn tăng cân này kia, tăng cơ, thì bạn có thể áp dụng những cái tip mà mình nói, ví dụ như là cố gắng ăn 3 đến 4 bữa và thiên về ăn những cái đồ ăn có cái khối lượng thấp mà cái lượng calo cao. Nhớ phải nạp đủ protein, cái chất đạm của mình, tại vì mình đi tập nên mình rất là cần cái chất đạm. Kèm theo đó có thể ăn những cái bữa snack nhỏ nhỏ giống như là bánh protein bar, hay là uống những nước trái cây đồ này kia, và mỗi ngày bạn cứ track cái cân nặng của mình, kiểm soát theo dõi cái cân nặng của mình, coi coi nó tăng như thế nào. Nếu mỗi tuần mà bạn tăng lên cỡ 1 pound hay là hơn 1 pound, nếu bạn là một người mới thì cỡ 1 pound thì nó vẫn ok. Còn những bạn mà tập lâu này kia rồi thì mình khuyên là mỗi tuần cỡ nửa pound thôi là ok. 1 pound là cỡ nửa kilo, thì coi như mỗi tuần mục tiêu của bạn là tăng từ nửa kilo trở xuống. Còn nếu mà mỗi tuần á bạn tăng hơn nửa ký thì có nghĩa là bạn tăng hơi nhanh một tí xíu. Bạn nên kiểm soát lại cái việc ăn uống của mình để cho mình đừng bị tăng quá là nhiều mỡ. Thì cái đó là cái cách đơn giản nhất, cái cách dễ nhất cho bạn có thể theo dõi cái quá trình ăn uống của mình. Luôn luôn mình có một cái thông số nào đó, luôn luôn mình phải có một cái phương thức nào đó để mình có thể theo dõi được cái tiến triển của mình. Nếu mà bạn không có track đồ ăn, bạn không track macro, thì cũng phải track cân nặng và biết được là mình ăn cái gì, nhớ được rằng mình ăn cái gì để mình có thể quay lại để mình thay đổi. Ví dụ như là nếu mà trong nguyên một tuần bạn ăn y chang như vậy, đúng không? Bạn ăn giống như mình chia sẻ vậy đó, 4 bữa ăn rồi ăn snack, ăn protein như vậy, vậy đó. Rồi sau đó bạn thấy cái cân nặng nó lên nhanh quá, cái xong bạn sẽ quay lại, bạn nhớ lại coi cái cử maybe bữa trưa mình ăn ít cơm lại tí xíu đó. Thì cái đó là một cái cách rất là tốt để làm mà không cần phải track, nhưng mà mình phải nhớ. Còn khi mà track thì rất là dễ rồi bạn, nếu mà bạn track đồ ăn thì bạn cứ việc là vào trong cái app giảm cái lượng calo xuống và mình cứ track cho nó ít lại một tí xíu là ok thôi. Thì nên nhớ là cái việc tăng cân tăng cơ, cái cách tốt nhất là kiểm soát cái cân nặng của bạn. Còn về cái phần tập luyện thì mình sẽ làm thêm nhiều cái video khác và nói về cái phần tập luyện sau cho cái quá trình tăng cân tăng cơ này. Thì mong rằng cái video ngày hôm nay mang lại những cái kiến thức thật là tốt cho bạn, cũng như những cái tip để giúp cho bạn có một cái quá trình tăng cân tăng cơ tốt, đặc biệt là những cái bạn mới tập. Thì mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn nữa. Mình biết là mình hứa rất là nhiều nên tại vì công việc của mình cũng khá là bận, nhưng mà mình ra video rất là nhiều ở trên nhiều cái platform khác nhau, nhiều cái mảng khác nhau, giống như là mình có lên TikTok nè, Facebook nè, Instagram này kia rồi. Thì bạn nào chưa có follow những cái trang đó của mình, hãy follow những cái trang đó của mình. Mình chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức ở trên đó nữa. Thì cảm ơn các bạn đã dành cái thời gian và xem cái video này của mình. Có thể là hiện tại mình sẽ kết thúc cái vlog tại đây và enjoy ngày hôm nay. Hiện tại là gần 6 giờ, khoảng 5 giờ 40. Thì có thể là mình làm tí xíu công việc nữa để hoàn thành tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay, rồi sau đó nghỉ sớm ngày hôm nay. Và ngày mai sẽ là thứ bảy, quay lại với công việc. Hôm nay thì mình đã sức khỏe đã ok hơn rồi. Cảm ơn các bạn đã dành cái thời gian và xem video này. Thì nếu bạn là người mới với channel thì hãy cho mình một cái subscribe và like cái video này nếu bạn thấy video này hay, share cái video này, và mình sẽ gặp các bạn trong video sau.